2 mình thấy còn cái cổ máy số 2 này hiện tại là vẫn còn một cái vết đạn 172. Thế cả bắn xuống đây. Nhưng mà nó đều có cái câu chuyện để mà kể. Chứ là máy phi công Mỹ cũng giỏi chứ nhỉ, bắn trúng được. Vị trí quốc phòng rồi. Đây là cái lâu đời nhất. Lâu đời nhất đây. Bắc Bình đấy. Bắc Bình. Hay quá. Hay. Không ngờ con người ta nghĩ là cái máy này hiện đại thế nhỉ. Quy mô lớn quá hay. Wow. Công suất cái máy tháp 3 này trước là có thể là cấp điện cho toàn bộ khu miền Bắc mình. Wow. Tại vì cái phụ tải ngày xưa nó rất là ít, cấp toàn bộ miền Bắc. Toàn bộ miền Bắc. Chủ yếu là để sản xuất vũ khí. Đây hiện tại bây giờ thì cái công suất cái máy tháp 3 này có thể là cấp cho toàn tỉnh Yên Bái được, không thừa điện toàn tỉnh Yên Bái. Chứng tỏ là khi mà trên hệ thống lưới mà nó thiếu thì nó lại điều động về nhà máy tháp 3 để phát công suất lên. Hiện tại bây giờ thì ba tổ máy đang phát điện. Nên là con số ba tổ máy này gọi là con số dương thì là nó đang phát công suất lên lưới. Rồi. Chắc mình đi ra thôi em. Ok. Em nghe anh. Em nghe đây. Ở đây với độ cao như này rồi những lượng coi như sắt thép này thì nó có hay bị sấm sét không? Đánh không? Cái này hệ thống ở nhà máy có hệ thống chống sét. Sét chung. Thì máy móc ở đây rất là an toàn. An toàn. Thì nếu muốn đánh được thì sét sẽ đánh ở khu vực cao nhất. Ví dụ như là trên đồi kia. Trên đồi. Đánh trên đồi trước. Đánh trước. Còn đánh ở phía dưới này. Sau cùng nếu mà nó mà không đảm bảo được thì đánh. Đây cao trình này là bao nhiêu mét đây? Cái
Hiện tại ở chỗ mình đứng bây giờ là cao trình 34. Còn phía mặt nước bây giờ hiện tại cao trình 23,7. 23,7 đây. Xong mình cũng biển tất cả xong mình biển. Nếu mà tính đến tận đáy của này tầm hơn 18-19 mét. Cái này mà nó thế. Ở đây ở chắc đây không ai nhảy xuống tắm đâu nhỉ. Ở đây có cái thang đo đây. Tắm ở đây thì rất nguy hiểm. Vì lượng nước ra tổng cả ba tổ máy là khoảng tầm hơn 400 mét khối một giây. Ôi trời ơi, nó đẩy vắt được tít trong kia rồi. Dân tốt nhất là không nên tắm. Câu cá đây thì có nhiều cá không? Khi biết cá đây có nhiều không? Cá ở đây thì ngày trước thì rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại bây giờ dân ngư dân người ta đánh bắt người ta còn dùng mìn điện không dùng mìn ạ. Mìn thì nó bảo vệ công an đây người ta phát hiện ra người ta bắt không thuốc nổ. Và người ta chuyển sang sử dụng là điện để kích nên là rất nhiều cá chết. Phí quá nhỉ. Kể cả cá con, cá to nó chết hết. Nên là vì thế lượng cá ở hồ ở sông bây giờ giảm rất là nhiều. Bên kia là doanh trại quân đội. Vâng, bên kia là doanh trại quân đội. Để vừa bảo vệ khu này. Thế rồi vì ở đây thì coi như là anh em là có bếp ăn cho anh em không hay là tự coi như ai nấu cơm rồi đó. Đây thì cái lãnh lương thì từ ai đến cùng người đó. Về ăn uống thì nhà máy cháu là có phòng ăn ngoài kia. Cái kêu là cái gì đấy? Đây là cái còi. Còi báo hết giờ làm việc. Hết kè. Đa nuôi. Hết giờ làm việc hay quá ha. Rồi. Ăn uống thì nhà máy cháu cứ ca nhân được thuê người ngoài nấu cơm cho cả ca ăn. Hay quá. Thế bây giờ xe mà mình ở trên kia thì đi lối nào nên? Đi xuống dưới này, xuống dưới này được. Rồi rồi. Chú có thể gọi điện. Rồi rồi, kêu ra đó. Cảm ơn bạn nhé. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Phải nói là bạn giống như một hướng dẫn viên thực thụ. Chứ không ai nghĩ một cử nhân điện được mà nói hay như vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nay mình biết thêm rất nhiều điều mới, bổ ích. Rồi. Đây, xuống dưới này thì sẽ phải đi quẹo lối nào vào? Dạ vâng, xuống dưới này đến chỗ cái cột đèn đầu tiên là cái phải á. Đi lên. Rồi, ok. Xe lên trên dốc. Rồi, cảm ơn bạn nhiều nha. Rồi, chào bạn. Đẹp quá. Quá đẹp. Quá đẹp. Tất cả bài toán hết.
chơi chơi không sướng, đánh sướng. Listen.